Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2023, thứ ba tuần thứ ba mùa vọng năm b bài trích sách thủ lãnh ngày ấy có một người đàn ông bởi đất sara và thuộc chi họ đang tên là manuel có người vợ son sẻ thiên thần chúa hiện ra nói với bà ấy rằng người son sẻ không còn nhưng sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai vậy ngươi hãy cẩn thận đừng uống rượu và thức có men cũng đừng ăn món gì không thanh sạch vì ngươi sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai lưỡi dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó nó là người được hiến dâng cho thiên chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ chính nó sẽ bắt đầu giải phóng Israel khỏi tay người Philistin. Bà này đi nói với chồng rằng, có một người của Thiên Chúa đến cùng tôi, với diện mạo thiên thần, rất đáng sợ. Tôi hỏi người ấy là ai, bởi đâu đến, gọi tên gì. Người ấy không muốn nói cho tôi biết, nhưng lại trả lời rằng, rồi đây, người sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai. Hãy cẩn thận đừng uống rượu và thức có men. Cũng đừng ăn món gì không thanh sạch. Vì con trẻ sẽ là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết. Bà đã hạ sinh một con trai và gọi tên là Samson. Hài Nhi lớn lên và Chúa đã chúc phúc cho nó và thần trí Chúa bắt đầu ở với nó đó là lời Chúa ta ơn Chúa miền con đây lời ca ngợi Chúa và suốt ngày con ca hát vinh quang ngài xin trở nên thạch đồng để con dung thân và chiến lũy vững bền hầu cứu đồ con vì Chúa là đa tang là chiến lũy của con Lạy Chúa con, xin cứu con thoát khỏi tay đưa ác. Miền con đây lời ca ngợi Chúa, Và suốt ngày con ca hát vinh quang Ngài. Bởi Ngài là đấng con mong đời, Thân lạy Chúa, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nếp mình vào Chúa, từ trong thai màu chúa là đấng bảo vệ con miệng con đây lời ca người chúa và suốt ngày con ca hát vinh quang ngài con sẽ kể ra uy quyền thiên chúa lạy chúa con sẽ ca ngợi đức công minh của mình ngài lạy chúa chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu và tới bây giờ con kể ra những sự lạ của Ngài Miền con đây lời ca người chúa Và suốt ngày con ca hát vinh quang Ngài Alleluia, Alleluia Lạy gốc xe xê, xê, Ngài đang đứng như biểu hiện của chư dân Xin Ngài đến cứu thoát chúng con Và xin đừng trì hoãn nữa Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, lạy Chúa vinh danh Chúa. Vào thờ Herod làm vua xứ Judea, có một tư tế tên là Zacharia, thuộc phiên bang Abia và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elizabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giữ răng và lệ luật của Chúa, không ai trách được điều gì, nhưng họ lại không con, vì Elizabeth song sẻ và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Zachariah chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế Ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dân hương. Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dân hương. Bây giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Zakaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng thiên thần nói với ông rằng, Zakaria đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi elizabeth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. ngươi sẽ được vui mừng hân hoan và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt chúa sẽ không uống rượu và thức có men sẽ được tràn đầy thánh thần ngay từ lòng mẹ sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Kẻ này sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân, chuẩn bị. Zachariah thưa với thiên thần rằng, làm sao tôi biết được vì tôi đây đã già và vợ tôi cũng đã cao niên thiên thần liền đáp ta là gabriel ta đứng chầu trước mặt thiên chúa ta được sai đến nói với ngươi và báo cho ngươi tin lành này thì đây ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra bởi vì ngươi đã không tin lời ta là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng. Dân chúng đang trong đợi Zakaria lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh, nhưng lúc ông ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh, còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, Elizabeth và ông thụ thai và bà ẩn mình trong năm tháng. Bà nói rằng, Chúa đã làm cho tôi thế này. Trong những ngày, người đối thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Có người bất lực nhưng Thiên Chúa quyền năng nhưng họ lại không có con vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, vả lại cả hai đều đã cao niên. Luca chương 1 câu 7. Suy niệm. Hai ông bà Zacharia và Elizabeth quả là một cặp vợ chồng gương mẫu, họ sống công chính trước mặt Thiên Chúa, còn trước mặt mọi người thì không ai chia trách điều gì và chắc hẳn được mọi người thương mến. Luca chương 1 câu 57 58. Thế nhưng điều đáng buồn là họ lại không có con. Có lẽ hai ông bà đã tìm đủ mọi phương thế, nhưng sự son sẻ vẫn đeo đẳng mà họ thì đã cao niên. Nỗi đau thầm kín của bà Elizabeth khi những năm tháng tuổi thanh xuân lần lượt trôi đi. Những bước chân triểu nặng của vị tư tế già Zakaria trước những con mắt soi mói của người đời như xác nhận rằng sự hiếm muộn là dấu chỉ xa ve trừng phạt một tội lỗi nào đó của họ nhưng trước kết tưởng chừng như bất lực và vô vọng của con người thiên chúa có chương trình riêng của ngài đã làm cho ông bà sinh hoa trái trong tuổi về chiều già nua. một con trẻ làm cho nhiều người được khí hoang một con trẻ đầy tràn thần khí và quyền năng của thiên chúa mời bạn có khi nào bạn đứng trước tình huống mà mọi giải pháp đều tỏ ra bế tắc và bạn cảm nhận được sự bất lực của mình. Đó chính là dịp để bạn khám phá tình thương của Chúa và tin cậy vào quyền năng của Ngài. Sống lời Chúa, mời bạn thưa với Chúa như bà Elizabeth, Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người thương cất nổi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Cầu nguyện, lạy Chúa. Lắm lúc con đã ngã lòng, mọi hy vọng tưởng như tắt điệp. Xin cho con luôn kiên định kệ trong nơi tình thương của Ngài. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Hợp tác là an toàn. Ngày nay khi đi trên các nẻo đường của nước Thụy Sĩ, người ta lại thấy một tấm biển lớn. Trên đó trình bày hai chiếc xe hơi, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh cả hai xe đi cùng chiều những người ngồi trên hai xe đang chào nhau cười với nhau người lái xe xanh đang ra dấu cảm ơn lại bằng cách giở mũ chào ở phần dưới tấm biển có ghi một hàng chữ hợp tác là an toàn điều này muốn nói lên rằng giúp đỡ lẫn nhau đối xử với nhau như người cộng sự bằng tình bằng hữu là một đảm bảo cho một cuộc hành trình không nguy hiểm Tinh thần hợp tác không những chỉ đảm bảo cho một cuộc sống bình yên trên các lộ trình, mà cũng còn là một đảm bảo cho một cuộc sống bình yên ở mọi vị trí trong xã hội. Có tinh thần hợp tác là đặt kẻ khác vào chính vị trí của mình, quan tâm tới họ như quan tâm tới chính mình, kính trọng, yêu mến, giúp đỡ họ như kính trọng, yêu mến, giúp đỡ chính mình vậy. Bài trích sách lẽ sống